Tôi dùng 18 vạn để mua một bức tranh trị giá 500 tệ, đối phương cười chế nhạo tôi. Ngay cả Tần Mỗ cũng cho là tôi nhìn lầm, nhưng họ không biết bí mật đằng sau nó. Đại Thiên, cậu mua cái này bao nhiêu tiền? 18 vạn, bức tranh này là đồ giả, bạn có nhìn nhầm không? Không đâu ông Tần. Lẽ nào có bí mật ở bức tranh? Đúng như vậy, nhưng tôi nhìn hồi lâu, đây rõ là đồ giả, không có giá trị gì. Vì lão Tần tò mò nên tôi sẽ cho ông xem. Lúc này Đại Thiên bóc lớp ngoài ra, xem nó làm đôi. Đột nhiên có thứ gì đó rơi ra khỏi bức tranh. Đại Thiên nhặt nó lên và mở ra. Đó là bức tranh tre bằng mực của giường bá hủ. Lão Tần, anh hãy tự xem đi. Tần Mỗ lập tức cầm lấy bức tranh, cẩn thận xem xét. Vài phút sau, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ phấn khích tột độ. Quả nhiên đó là bức vẽ thật của đường bá hủ, thực sự không thể tin được. Ha ha, Đại Thiên, cậu là quái vật săn đầu cổ, chỉ có cậu mới có thể làm được điều này. Lão Tần quá khen rồi. Đại Thiên lão đệ, bạn có thể bán bức tranh này cho tôi không? Tôi sẵn sàng trả 3 triệu. Khó quá, bức này tôi để làm quà. Được rồi, lần sau nếu tìm được thứ gì hay thì nhớ báo cho tôi nhé. Không vấn đề. Ngày hôm sau đã đến. Vân Long lái xe đưa Đại Thiên đến Thẩm gia. Chẳng bao lâu sau họ đã đến biệt thự của Thẩm Trương Long. Mộng Thanh bước đến nắm lấy tay bố cô. Bố con đưa anh ấy đến rồi. Đã khổ cho hai đứa rồi. Đừng thách ta là ông già lầm cầm nhé. Bố đừng nói như vậy. Không sao đâu ạ. Đây là lần đầu tiên bạn đưa bạn trai về nhà. Bạn giới thiệu cậu ấy đi. Bố, để anh ấy tự giới thiệu bản thân. Chào chú, cháu là Đại Thiên. Lần đầu gặp, cháu có món quà, chú hãy nhận lấy ạ. Đây là gì? Bố, đây là tranh của đường bá hổ. Chẳng phải bố thích sưu tầm thư pháp và tranh sao? Đại Thiên đặc biệt chuẩn bị món quà này cho bố. Những tác phẩm đích thực của đường bá hổ không hề rẻ. Tất nhiên, bức tranh này không hề rẻ, nhưng tôi đã mua nó với giá 18 vạn. Ngay lúc đó một giọng nói giễu cợt vang lên. Tranh của đường bá hổ sao lại rẻ vậy? Mọi người ngẩng đầu nhìn thấy Trương Tử Phong đang đi vào. Bác biết không, bức tranh này được một chủ tiệm đồ cổ mua lại với giá 500 tệ rồi bán cho anh ta. Anh ta thực sự đã mua nó với 18 vạn đấy bác ạ. Thật như vậy sao? Bố đừng nghe anh ta nói. Mộng Thanh, bạn biết rõ mà, anh ta chỉ mua món đồ 500 tệ để lừa chú Thẩm. Những người như vậy thường ý đồ xấu, bố không phải vậy, thực ra bức tranh này là thật. Đủ rồi, tranh của đường bá hổ không rẻ vậy đây. Thẩm Trương Long đối với Đại Thiên lúc này không có ấn tượng tốt, không thèm nói chuyện. Điều này làm cho Đại Thiên ngưng ác. Anh nhìn Mộng Thanh, cô nhanh chóng định lên tiếng, nhưng Đại Thiên giơ tay ngăn cô lại. Ra hiệu hãy bình tĩnh. Trương Tử Phong nhìn thấy Đại Thiên trầm mặc không nói, hắn cho là đối phương đã không còn gì để nói. Vì thế hắn không khỏi cảm thấy càng thêm tự hào. Bác ơi, hôm nay cháu cũng mua đồ cổ cho bác. Bát thời nhà Minh. Trương Tử Phong lấy ra cái bát, đặt nó lên bàn. Bố, cái này chỉ đáng giá vài trăm tệ, đừng để anh ấy lừa bạn. Ngươi nói nhảm, không biết đây có phải là đồ cổ hay không, nhưng vẫn hơn 500 tệ. Mộng Thanh, em đừng tin hắn ta nữa. Nếu nói là lừa đảo thì chính là hắn ta đấy. Anh Phong, trình độ đồ cổ của anh thiên hơn người đấy. Vậy tại sao anh ta lại chi 18 vạn cho một món đồ giá 500 tệ? Bạn biết gì về bức tranh này? Được rồi, im đi. Nếu bạn làm điều đó một lần nữa, hãy ra khỏi đây. Con gái hãy im lặng chút nào. Bố thà tin người ngoài còn hơn tin con gái mình. Vậy thì con sẽ rời đi, không bao giờ quay lại nữa. Vừa nói cô vừa định rời khỏi đây cùng với Đại Thiên. Vừa lúc đó người quản gia dẫn một người đàn ông trung niên vào. Là người quen. Lão gia, ông Tần đến rồi. Trương Long thích sưu tầm đồ cổ nên đương nhiên biết Tần Mỗ. Đại Thiên lão đệ, sao cậu lại ở đây? Tôi mới đến để gặp chú Thẩm. Bạn biết cậu ấy sao? Tất nhiên, cậu Thiên bây giờ là bạn tôi. Tần Mỗ nhìn thấy bức tranh của đường bá hổ đặt trên bàn. Đại Thiên, hôm qua cậu nói muốn tặng bức tranh này. Hóa ra là tặng cho ông Thẩm. Đúng rồi, lão Tần, ý ông là gì? Hôm qua tôi muốn mua bức tranh này với giá 3 triệu, nhưng Đại Thiên nói nó để tặng, và cậu ấy đã từ chối tôi. 3 triệu gì cơ? Làm sao có thể? Rõ ràng là ông chủ mua 500 tệ, sao đột nhiên trở thành 3 triệu tệ? Hôm qua bạn về sớm quá, nên đã bỏ lỡ màn diễn hay. Mộng Thanh kể lại câu chuyện ngày hôm qua. 3 triệu, không thể nào. Trương Tử Phong không thể chấp nhận hiện thực này với khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Trước bức tranh trị giá 3 triệu, bát cổ của anh ta chỉ với 300.000 tệ giống như rác rưởi. Lão Tần, bức tranh này thật sự có giá 3 triệu sao? Đúng vậy, ngày hôm qua tôi đã xem kỹ bức tranh này, chắc chắn đây là bản gốc bức tranh tre bằng mực của đường bá hổ. Những lời này vừa nói ra, Thẩm Trương Long liền trở nên vô cùng xấu. Hóa ra ông đã hiểu lầm Đại Thiên, và ông đã mất bình tĩnh với chính con gái mình. Tôi không ngờ bức tranh này lại có giá trị đến thế. Bố vẫn còn dám nói mình là nhà sưu tập, điều này quá tệ. Con gái biết ta mà, thích sưu tầm nhưng không thể phân biệt thật giả. Bố hiểu lầm con cũng không sao, nhưng bố hiểu lầm anh Đại Thiên. Nếu bố không xin lỗi anh ấy, con sẽ không chơi với bố nữa.
Đại Thiên, tôi xin lỗi, tôi bị mù. Tôi không nhận ra rằng bức tranh này là thật. Thái độ của Thẩm Trương Long lúc này thay đổi 180 độ. Bác Thẩm đừng khách sáo, chơi đồ cổ, đôi khi nhìn nhầm là chuyện bình thường. Bác không cần phải để tâm đâu. Đúng vậy, điều Đại Thiên nói rất có lý. Ông Sen, đừng lo lắng về điều đó. Sắc mặt Trương Tử Phong âm trầm, cảm thấy vô cùng đau lòng. Lão Tần, Tử Phong cũng vừa tặng tôi cái này, lão có thể xem cho tôi không? Lão Tần cũng ngạc nhiên bước tới, cầm nó lên để xem xét cho kỹ. Ông cầm nó trên tay và nhìn nó rất lâu, trên mặt hiện lên một vẻ cực kỳ quái dị. Biểu cảm như vậy khiến cho Trương Tử Phong cảm thấy có gì đó không ổn. Trương Tử Phong tự tin nói, cái này có giá 300.000 tệ. 300.000 tệ, bạn không nhầm chứ? Anh ấy đã bỏ ra 300.000 tệ. Tôi và Mộng Thanh đã tận mắt chứng kiến. Có vẻ như bạn đã bị lừa. Mảnh này có giá trị nhiều nhất là 300 tệ. 300 tệ, trưởng lão, ông có nhầm không? Bạn nghi ngờ khả năng của tôi sao? Trương Tử Phong, tôi đã nhắc nhở bạn ngày hôm qua, cái này thì nó chỉ có giá vài trăm tệ. Bạn không nghe, lần này bạn thấy thiệt chưa? Đừng có lên mặt ở đây. Chú ơi, cháu thực sự xin lỗi, cháu không hề biết cái này là giả hay thật. Không sao đâu, chỉ là bạn cố tình thôi hả? Lúc này, nhìn thấy độ thờ ơ của ông Thẩm, Trương Tử Phong sắc mặt tối sầm. Anh ta ước gì có cái lỗ để chui vào ngay bây giờ. Chú ơi, giờ cháu có việc phải đi rồi, cháu xin phép trước. Được, bạn đi đi. Trương Tử Phong không rời đi thì hắn chỉ là người thừa ở đây. Sau bữa trưa, trong phòng khách chỉ còn lại bố con ông Thẩm và Đại Thiên. Bác, cháu nghe nói bác hợp tác với nhà họ Trương để phát triển bất động sản phải không? Không sai, chỗ đó rất tiềm năng. Chú, có điều này không biết cháu có nên nói hay không? Bạn muốn nói gì? Cháu sợ dự án này sẽ thua lỗ. Đại Thiên ta đang kinh doanh, loại chuyện này bạn không hiểu, tốt nhất bạn đừng xen vào. Đừng bận tâm nữa, bố anh Đại Thiên, đây là vì lợi ích của bố. Bạn còn trẻ, chưa hiểu thì tốt nhất đừng bày tỏ quan điểm của mình. Chú ơi, thực ra cháu cũng không thua kém gì chú về khoản kiếm tiền. Khẩu khí rất lớn, nhưng đánh giá đồ cổ và kinh doanh là hai việc khác nhau. Tôi đã ra thương trường nhiều năm như vậy, tôi có cần bạn dạy tôi không? Bố hãy nghe anh Đại Thiên nói đi ạ, lần này thôi. Ừm, được rồi, cậu nói cho ta nghe xem sao. Bác ơi, dự án này tiến độ rất chậm phải không ạ? Trương Tử Phong luôn bảo chữa cho mình với nhiều lý do khác nhau. Anh ấy nói là do còn nhiều thủ tục nên tiến độ chậm, nhưng tôi đã tận mắt đi xem một số công trường rồi. Việc xây dựng đã bắt đầu. Đó chính là vấn đề. Ý cậu là gì? Thủ tục phát triển bất động sản chung chưa đầy đủ. Làm thế nào có thể bắt đầu vậy? Và ngay cả khi ngôi nhà chưa hoàn thành, bạn cũng có thể bán trước. Hiện tại một căn của tài sản này đã được bán. Dường như không có chuyện đó, vẻ mặt Thẩm Trương Long thay đổi, ông rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề. Công ty này chỉ đơn giản là một cái vỏ bọc. Mục đích cơ bản của Trương Tử Phong là lừa tiền của bác. Bạn phải cho tôi xem bằng chứng thuyết phục nào đó cho lời nói của bạn. Bác có thể gọi cho anh ấy và yêu cầu anh hỏi anh ta về tình trạng bán hàng của tài sản này. Vậy là sẽ biết ngay thôi. Thẩm Trương Long lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Trương Tử Phong. Tử Phong, hãy đến nhà tôi ngay. Một lúc sau, Trương Tử Phong vội vã về biệt thự. Tử Phong, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Nếu bác có bất kỳ câu hỏi nào, cứ hỏi. Tôi muốn biết tình hình bán hàng hiện tại của bất động sản trong cộng đồng. Trương Tử Phong chấn kinh, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vẻ mất tự nhiên, nhưng chính vẻ mặt không tự nhiên này lại bị Thẩm Trương Long chú ý tới. Người này quả nhiên là có vấn đề. Tất nhiên là không có vấn đề gì, cháu sẽ cho người sửa nó và giao cho bác trong 2 ngày. Thấy vậy, Trương Tử Phong đành phải sử dụng chiến lược trì hoãn. Chuyện này còn cần phải giải quyết nữa sao? Vâng, do tình hình bán hàng đang rất nóng nên mình phải mất chút thời gian sắp xếp mới lấy được. Vậy thì 2 ngày nữa hãy mang nó đến, không vấn đề gì. Nói xong, Trương Tử Phong vội vàng rời đi. Lúc này Thẩm Trương Long cảm thấy vô cùng nặng nề, không ngờ rằng sau nhiều năm lăn lộn lại bị một cậu bé lừa. Tôi già rồi, chú, bạn có nghĩ rằng Trương Tử Phong có thể tránh được chuyện lớn như vậy không? Ý bạn là Trương Tử Phong? Đúng rồi, Trương Tử Phong chính là do Trương Tử Đông sai, cha của Trương Tử Long. Trương Tử Đông đứng thứ 2 trong số những người giàu nhất tỉnh. Hắn đã theo dõi vị trí của Thẩm Trương Long trong một thời gian dài. Chính động thái này đã giúp Tử Đông trở thành người giàu nhất tỉnh sau 2 năm nữa. Bên kia, Trương Tử Phong đi ra ngoài biệt thự, sắc mặt hắn lập tức tối sầm. Điều này là sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Làm sao ông già này có thể nhận ra kế hoạch của mình? Chẳng lẽ ông ấy điều tra ra được gì? Trương Tử Phong lấy điện thoại di động ra và bấm số. Hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch ngày kia để che mắt ông Thẩm. 2 ngày trôi qua nhanh chóng. Đại Thiên đang làm việc ở công ty thì điện thoại di động đột nhiên reo lên, là Mộng Thanh gọi. Đại Thiên, điều tồi tệ đã xảy ra với bất động sản ở cộng đồng Lang Chan. Đừng lo lắng, anh sẽ đến đó ngay. Ngay khi người yêu của tôi vừa cúp máy, quản gia vội vàng chạy tới. Lão gia, không ổn rồi, cấp bách rồi, chuyện gì vậy? Không biết tin đồn từ đâu nói chuỗi vốn của công ty mình bị đứt. Hiện tại các nhà đầu tư đang yêu cầu thanh toán ngay lập tức. Điều này thật vô lý, nhất định là lỗi của Trương gia. Lúc này bên ngoài, một lượng lớn người tụ tập trước biệt thự của Thẩm gia để đòi tiền. Biệt thự đã bị bao vây hoàn toàn. Bố phải làm gì bây giờ? Họ đang muốn giết chúng ta. Nếu thực sự như vậy thì đành vay ngân hàng vượt qua cơn khủng hoảng này. Thẩm Trương Long sau đó đã gọi điện đến nhiều ngân hàng khác nhau, nhưng khi họ nghe tin đó là dự án Latin, tất cả đều từ chối vì nhiều lý do. Chết tiệt, những kẻ hám tiền này trước kia thì nịnh nọt ta, bây giờ có chuyện xảy ra với tôi thì đều quay lưng. Có vẻ như đó là kế hoạch của Trương gia, nhà họ Trương đã chuẩn bị kỹ lưỡng để hạ bệ ta.
Trương gia chết tiệt thực sự chỉ vì tiền mà hại hại hai mạng sống vô tội. Chúng ta nên gọi cảnh sát và bắt giữ hắn. Vô ích thôi, chúng ta không có bằng chứng. Lúc này quản gia lại chạy vào. Lão gia anh Trương đến. Anh ta còn dám đến đây, không sao đâu, để anh ấy vào đi. Trương Tử Phong bước nhanh vào. Chú Thẩm, hai công nhân gặp tai nạn ở công trường và công trình bị đình chỉ. Tôi sợ công trường sẽ bị đình chỉ vô thời hạn. Anh biết tại sao họ chết mà anh còn giả vờ nữa sao? Mộng Thanh, em có ý gì anh không hiểu? Chắc hẳn anh đã giết hai công nhân đó. Mặc dù chúng ta thân nhau nhưng bạn không thể vu khống tôi như thế này, vậy là vi phạm pháp luật. Được rồi, Tiểu Thanh, đừng nói nhảm nữa. Tình hình bây giờ rất nghiêm trọng, công trường cần bị tạm dừng vô thời hạn nên tôi đến đây để thông báo. Vậy thì tôi vẫn có thể rút ra 700 triệu mà tôi đã đầu tư chứ? Mặc dù Thẩm Trương Long trong lòng đã biết, nhưng ông vẫn không nhịn được mà muốn hỏi. Có lẽ không được, công trường đình chỉ vô thời hạn, tiền của tôi cũng khó rút chứ đừng nói đến tiền của chú. Trương Tử Phong, bạn có biết nếu 700 triệu này không quay lại, chuỗi vốn của bố tôi sẽ gặp vấn đề lớn không? Tôi biết, nhưng tôi không thể làm gì để giúp được. Bạn là đồ bị ổi, đáng khinh. Tiếng hét của Mộng Thanh rất to. Được rồi, Tiểu Thanh, đừng nói nữa. Bố có biết rằng nếu mất vốn, chúng ta sẽ không thể thanh toán cho nhà đầu tư của mình và công ty sẽ phá sản. Thực ra, Trương gia tôi chi hàng trăm triệu này không phải là không thể. Điều kiện là gì? Mộng Thanh, anh có thể chi 700 triệu này, chỉ cần em chịu cưới anh sẽ bảo bố anh chi 700 triệu cho bố em trả nợ. Trương Tử Phong vẻ mặt kiêu ngạo, có vẻ như Trương Long bị Tử Phong cầm đằng chui. Bạn muốn cưới tôi sao mơ đi cưng? Nếu không cưới tôi, gia đình bạn sẽ phá sản đấy. Dù có đi xin ăn tôi cũng sẽ không cưới loại người như anh. Ý bác Thẩm thế nào? Chuyện hôn nhân của con gái tôi sẽ do nó chọn. Vì chú đã nói như vậy, vậy thì đừng trách tôi không cứu chú. Rồi một ngày chú sẽ phải cầu xin tôi. Chỉ là 700 triệu thôi mà thằng xúc vật đầu đinh kia tao trả được. Đại Thiên bình thản bước vào. Bạn chẳng qua chỉ là thằng Nhật đầu cổ, bạn có 700 triệu sao? Khoe khoang gì ở đây? Khoe khoang hay không ảnh hưởng đến bát cơm nhà mày à? Thực tế bây giờ không như bạn mong đợi đâu. Nếu bạn thích chơi, tôi sẽ đích thân đến cửa nhà bạn. Ôi sợ quá. Bạn có gan thì cứ đến thử xem nào. Nhưng bạn sẽ không lấy lại được tiền. Được, chúng ta hãy chờ xem. Được rồi, tôi sẽ nấu nước rồi đợi bạn đến. Nói xong, Trương Tử Phong cười lớn rời đi. Đại Thiên Trương gia đã lên kế hoạch cho việc này, tôi e chúng ta không thể. Chú đừng lo lắng, chỉ là một số tiền nhỏ thôi, để cháu trả. Tôi lấy tờ xét 700 triệu đặt lên bàn. Bạn lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Chú Long ngạc nhiên nhìn tôi. Rõ ràng, vì tôi chưa kể với chú ấy về khoản thu 4 tỷ của tôi. Bố có biết rằng cách đây không lâu có nhà đầu tư bán lẻ bí ẩn đã kiếm được 4 tỷ nhờ cổ phiếu dầu thô không? Lẽ nào người bí ẩn đó là bạn sao? Thẩm Trương Long mở to mắt, hỏi với vẻ mặt sốc. Nhiều người suy đoán về danh tính của người bí ẩn này, nhưng phần lớn suy đoán đều tập trung vào những nhà đầu tư hàng đầu trong nước. Cộng đồng đầu tư không bao giờ ngờ rằng người bí ẩn này lại là một chàng trai trẻ. Đúng rồi, là cháu. Giới trẻ thật là kinh khủng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi lại có quý nhân phù trợ như thế. Bác đừng lo lắng quá, ai cũng có lúc bất hạnh mà. Giải quyết chuyện hôm nay trước, sau đó chúng ta trả thù sau. Bạn định làm gì? Cháu nghe nói nhà họ Trương điều hành một sòng bạc bí mật phải không? Đúng rồi, sòng bạc này nằm trong khách sạn Hoover ở Trương gia giới. Nhiều người giàu có thích chơi trong sòng bạc này. Nó có thể mang lại thu nhập hàng trăm triệu cho gia đình Trương mỗi năm. Chuyện đó thì dễ giải quyết. Tôi bình muốn lấy lại tiền bằng cách này sao? Đúng vậy. Đó là cách kiếm tiền nhanh nhất, thậm chí còn tốt hơn cả giao dịch chứng khoán. Đại Thiên, cậu không cần phải làm gì phạm pháp. Nếu cậu phạm pháp thì tôi thả không có 700 triệu này còn hơn. Bác ơi, cháu sẽ không làm gì phạm pháp đâu. Tất nhiên là còn có cách khác. Bố ơi đừng lo lắng, Đại Thiên luôn cân nhắc mọi việc sẽ không làm điều gì không chắc chắn. Được rồi, nếu cảm thấy có điều gì đó không ổn, hãy dừng lại ngay lập tức. Bác đừng lo, 700 triệu này cháu sẽ lấy lại. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead.